Cởi truồng, cưỡi lừa. Chúc mừng bệ hạ. Xin chúc mừng bệ hạ đã giành thắng lợi giòn giã trở về. Dạ, thưa bệ hạ. Sao bệ hạ không xử ngay tên tướng giặc đó đi, còn giam giữ làm gì nữa ạ? Tạm thời hãy cứ giam giữ ông ta ở đó. Các ngươi hãy đối xử tử tế và lo cơm nước cho ông ta chu đáo. Đó là một vị tướng tài ba, rất đáng được coi trọng. Dạ, thưa vâng ạ. Dạ bẩm bệ hạ, có chuyện gì vậy? Ở ngoài có một cô gái tự xưng là con của tướng giặc, muốn xin vào gặp bệ hạ ạ. Chúng thần không cho vào, nhưng cô gái cứ nặng nặc đòi vào gặp bệ hạ bằng được. Cô gái đã đứng ngoài đó 3 ngày ròng rồi ạ. 3 ngày rồi sao? Trông cô ta ra sao? Dạ, nhìn dáng vẻ không phải là dân giả bình thường đâu ạ. Nhận là con của vị tướng kia thì chắc hẳn cũng phải có nét giống cha. Ngươi hãy cho vào đi. Dạ, thần tuân chỉ. Tiện nữ xin kính chào bệ hạ. Xin đa tạ bệ hạ đã chiếu cố cho phép tiện nữ được ý kiến ạ. Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Dạ bẩm, tiện nữ có một mong muốn duy nhất. Xin bệ hạ rủ lòng thương, tha cho cha của tiện nữ là một vị tướng hiện đang bị giam giữ trong ngục của bệ hạ. Ngươi là con của vị tướng đó sao? Không thể được, ta không thể tha được. Muôn tâu hoàng thượng, tiện nữ được biết người là một vị vua anh minh, giải quyết và xử lý mọi việc đều thấu đáo. Chắc hoàng thượng đang nóng giận nên mới nói như vậy. Cha của tiện nữ đã mắc tội, nhưng cũng chỉ là việc bất khả kháng. Thôi thôi, ngươi không phải nhiều lời. Không thể được, ta không đồng ý. Thưa bệ hạ, tiện nữ sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu để giải thoát cho cha mình. Tiện nữ có thể làm tất cả và những điều tưởng chừng không thể làm nổi, thưa bệ hạ. Không thể được. Phận làm con, thà mang tội bất hiếu xuống suối vàng, chứ không thể sống nhìn cha ra đi như thế. Nếu bệ hạ không đồng ý, tiện nữ sẽ chết ngay trước mặt người. Khá khen cho cô gái này có nghĩa khí, không tự nguy nan đường xa vạn dặm tới đây cứu cha. Mà cô ta nói sao? Sẵn sàng làm tất cả những điều có thể và những điều tưởng chừng không thể à? Đã không thể, sao còn làm được? Để rồi xem. Thôi được rồi, ta sẽ chịu theo yêu cầu của nhà ngươi. Sau 1 tuần, ngươi đến gặp ta. Nhưng không được đi ngựa, cũng không được đi bộ, không được mặc quần áo, cũng không được ở trần. Hơn nữa, ngươi phải dâng cho ta một tặng phẩm mà lại không phải là tặng phẩm. Ngươi làm được điều đó thì ta sẽ tha cho cha ngươi tội chết. Dạ, thưa bệ hạ, tiện nữ xin cảm tạ ân huệ của bệ hạ. Bệ hạ có yêu cầu kỳ lạ thật. Ừ, dâng tặng phẩm mà không phải tặng phẩm. Không được mặc quần áo, cũng không ở trần. Không cưỡi ngựa mà lại không được đi bộ. Thế thì làm sao mà thực hiện được chứ? Dạ thưa bệ hạ, cô gái hôm trước đang đứng bên ngoài kia, xin được vào ý kiến ạ. Cô gái vẫn dám đến đây cơ ạ? Thật sao? Trông cô ta thế nào? Dạ thưa bệ hạ, cô gái trông rất kỳ quặc, cưỡi trên lưng một con lừa, còn trên mình thì khoác một tấm lưới ạ. Cho cô gái vào. Thần tuân chỉ. Không đi bộ, không mặc quần áo, cũng không ở trần. Khá lắm, người đã thực hiện được 2 yêu cầu của ta. Còn 1 yêu cầu thứ 3 nữa, hãy đưa nó cho ta. Dạ, tiện nữ xin kính dâng lên bệ hạ 1 tặng phẩm ạ. Không thể đắc tội với bệ hạ như thế. Xin bệ hạ bớt giận. Sao ta lại giận được chứ? Đây đúng là 1 tặng phẩm mà lại không phải tặng phẩm. Nàng rất giỏi, ta cũng nói để nàng biết. Cha nàng mặc dù bị ta giam, nhưng luôn được đối xử tử tế, bởi ta rất quý trọng tài năng, đức độ của ông ấy. Nàng lại là người con hiếu thảo, rất đỗi thông minh. Ta giữ lời hứa, tha cho cha nàng. Cha con nàng sẽ được đoàn tụ.
Xin đa tạ bệ hạ. Cha nàng thật may mắn và hạnh phúc vì có một người con vừa thông minh, xinh đẹp lại vừa hiếu thảo như nàng. Thật là tài sắc vẹn toàn. Bây giờ ta rất muốn nàng sẽ ở lại bên ta, cùng ta trị vì đất nước. Nàng nghĩ sao? Bệ hạ thật anh minh, bệ hạ vạn tuế. Làm mẹ. Alo, mẹ à, con đây. Sao cơ, thằng Ngô? Vậy mà sao bây giờ mẹ mới gọi cho con? Vâng, con chào mẹ. Con trai tôi đang ốm, nên ngày mai tôi xin nghỉ phép về quê độ 2 hôm. Chỉ về quê thì ai trông em bé? Tôi biết việc này hơi đột ngột, nhưng cô cho tôi nghỉ 1 hôm thôi cũng được, để tôi về với con một lúc. Em nghỉ tạm 1 hôm trông con cho chị ấy về thăm con. Công việc của em ở công ty còn chất đóng, nghỉ sao được mà nghỉ? Tóm lại là chị không thể nghỉ được. Cô có thể trừ lương tôi, con tôi cần. Vấn đề không phải ở chuyện lương bổng, tôi hoàn toàn có thể trả thêm tiền để chị ở lại. Tôi thật sự rất bận, chị hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Không biết giờ này con thế nào rồi. Chị Mai à, chị Mai qua xem thằng bé thế nào này. Dạ, tôi qua đây. À du hài. Alo. Gì cơ? Tôi sẽ về ngay. Cô chủ à, mẹ tôi chăm cháu trong bệnh viện, không may ngã gãy chân, tôi phải về quê ngay bây giờ. Hiện giờ tôi rất bận, mong chị hiểu cho. Tôi nhất định phải về quê ngay bây giờ, cô phải trở về nhà ngay. Sao giờ này vẫn chưa về nữa? Bột tôi đã nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh. Cô chỉ cần đảo nóng lại trước khi cho ăn. Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu. Mẹ đây, mẹ đây. Con có chịu ăn không thì bảo. Sao con hư thế hả? Con có biết mẹ bỏ cả công việc để về đây với con không hả? Nín đi, nín đi. Mẹ thương nào. Mẹ đi với con qua thăm bà nhé. Vâng ạ. Con đã về rồi đấy à. Mẹ đã đỡ đau chân chưa? Đỡ rồi, may mà cô hai hàng xóm vào trong hộ thằng này, không mẹ chẳng biết phải làm thế nào. Vâng, tôi nghe đây. Khi nào thì chị lên, chị thu xếp việc nhà nhanh nhé. Tôi sẽ thu xếp lên sớm. Mẹ ở nhà với con. Con à, mẹ. Con không yên lấy một lúc được à? Chào cô. May quá chị lên rồi. Tôi cứ lo là chị không lên sớm được. Giờ thì an tâm rồi. Tôi lên là để xin phép cô nghỉ việc và thu dọn đồ đạc. Gì cơ? Mẹ và con tôi đều ốm, mà nhà lại chẳng có ai, nên chắc tôi phải về quê một thời gian. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài người quen ở quê để thay tôi. Thằng bé rất quý chị. Đến tôi mà nó cũng chẳng cần. Thay người khác biết làm sao đây. Chỉ vì cô quá bận rộn với công việc nên không có thời gian bên con. Chứ con nào mà chả cần mẹ nhất. Tội nghiệp thằng bé, chẳng mấy khi được mẹ bế bồng. Công việc thì có thể làm cả đời, nhưng tuổi thơ con chỉ có một mà thôi. Nó chỉ gắn bó với mẹ thuở nhỏ thôi. Nếu ta không ở bên con để con cảm nhận được tình yêu thương của mình, thì sau này e là khó có thể. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải xa con lên thành phố làm việc. Lúc nào cũng mong muốn được ở bên con. Chị nói đúng, lúc nào tôi cũng coi trọng công việc hơn con. Tôi sẽ cố gắng hơn. Nào, bon ngoan, ngồi lại bên mẹ nhé. Chị lên phòng thu xếp đồ để ngày mai về với hai bà cháu. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không để thằng bé cảm thấy thiếu tình yêu của mẹ đâu. Bậc thang tình yêu.
Đấy, cô ta đó. Bây giờ còn về ở hẳn trong nhà chú Mục rồi đấy. Có một đời chồng rồi mà còn đèo bồng trai tân, đúng là trơ trẽn. Trên đời này đúng là lắm trò cười mà. Mình ơi, tôi về rồi này. Mình sao vậy? Mình ơi, chúng ta đi khỏi đây đi. Người làng họ đều dè biểu thôi, nói tôi không ra gì. Tôi không thể sống ở đây thêm một giây phút nào nữa rồi. Thôi mà mình, thối đời ác miệng, mình chấp làm gì, hãy coi như không nghe thấy gì hết. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, đó mới là điều quan trọng. Ngày nào cũng phải nghe họ xầm xì to nhỏ về tôi, mỗi lời nói như cứa vào tim gan tôi vậy. Mình biết không? Tôi biết, nhưng chỉ cần không để ý, chúng ta có thể sống vui vẻ mà mình. Không, nếu mình không đi, tôi sẽ đi. Được rồi, chúng ta sẽ ra đi cùng nhau. Mình nói thật chứ. Mình ơi, mình lại tranh thủ xuống suối bắt cá đấy ư? Sao phải vất vả thế làm gì? Có gì ăn nấy. Vất vả gì đâu. Chuyển lên đây sống, mình đã quen chưa? Có buồn lắm không? Không, tôi quen rồi. Giờ chỉ có hai vợ chồng mình sống nương tựa vào nhau, không sợ ai nói ra nói vào nữa. Tôi mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay bán măng được giá hơn mình à. À, còn bán được ít lá thuốc nữa. Mai kia mình đem tiền xuống chợ mua vài bộ quần áo mới về mặc. Không cần đâu mình à. Ở trên núi có mỗi mình tôi với mình, quan trọng gì đâu. Mà tôi nghĩ mình cứ trên núi thế này mãi không được, cũng phải xuống núi đi chợ mua bán thứ nọ thứ kia, nó cũng đỡ buồn hơn. Mấy lần tôi cũng định xuống núi, nhưng núi thì cao, dốc treo leo, xuống được chân núi cũng mất cả ngày, rồi lại đi lên cả ngày nữa, đi làm sao được. Hay là mình chuyển nhà xuống dưới ở cùng dân làng? Thế thì có khác nào ngày xưa. Về dưới ấy, người làng lại xì xào, đàn bà như tôi thì họ chẳng coi ra gì. Kìa mình, tôi đã dặn là đừng đợi cơm tôi rồi mà. Mình nói hay chưa, nhà có hai vợ chồng, sớm hay muộn thì cũng phải cùng ăn chứ. Mà sao dạo này mình đi đâu, làm gì thường xuyên về muộn? Người đầy đất đá, chân tay thì say xước hết cả. Chỉ là đường xuống núi có mấy đoạn bị sụt lở đất cho nên mới bẩn vậy đó. Thôi mình vất vả cả ngày rồi, mau đi rửa tay rửa chân rồi còn ăn cơm kẻo đói. Ông ấy đi đâu tới giờ này chứ? Không biết có chuyện gì không? Mình ơi! Mình! Hóa ra bao năm nay mình đi sớm về khuya, tay chân say xước, rớm máu là để làm những bậc thang này sao? Không sao mà mình, tôi làm những bậc thang này để mình lúc nào muốn có thể xuống núi, đi đây đi đó, chứ suốt ngày quanh quẩn trên núi chờ tôi về, khổ cho mình lắm. Người tôi đầy bùn đất, bẩn lắm mà. Mình, đời này tôi thật có phúc khi có được người chồng như mình, cảm ơn mình rất nhiều. Cả đời này tôi chỉ cần có mình ở bên cạnh thôi. Tôi sẽ làm tất cả để mình được sống vui vẻ, hạnh phúc. Thôi, sương xuống nhiều rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Lọ hồng. Em thử đặt mình vào địa vị của anh xem. Anh nói như thế, em không quan tâm gì tới anh vậy? Sao em không chịu hiểu anh một chút chứ? Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Anh muốn là ta ngồi cùng nhau giải quyết từ từ mọi chuyện. Em không muốn, em chán lắm rồi. Em không muốn nghe gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay con nấu món mẹ thích này. Cảm ơn con. Lộc nó đi làm về tới đâu rồi hả con? Con gọi cho nó chưa?
Con chưa ạ? Chắc là sắp rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ừ, vào ăn cơm đi con. Hôm nay nhiều món ngon lắm đó. Ăn cơm đi các con. Dạ, con mời mẹ. Mẹ ăn cơm ạ. Xem ra chúng chiến tranh lạnh rồi. Mai cuối tuần hai đứa sắp xếp thời gian đi Mai Châu một chuyến đi. Mùa này hoa bắt đầu nở rồi đấy, đẹp lắm. Để khi khác mẹ ạ. À, tuần này con phải chạy tiến độ công việc nên không được nghỉ. Con cũng có hẹn gặp mấy thằng bạn rồi mẹ ạ. Ừ, vậy thôi, để khi khác cũng được. Mẹ à, con ra ngoài chạy bộ một lát. Ừ, con đi đi. Con ra ngoài chạy bộ vài vòng cùng vợ, hít thở không khí trong lành đi Lộc. Con mệt lắm, không đi đâu. Một tuần sau. Ôi! Mẹ, mỗi hôm mẹ toàn bày lọ hoa trên bàn ăn mà. Sao hôm nay lại đặt trên cửa sổ chứ? Lại đúng hôm trời mưa to gió lớn, suýt chút nữa thì nó đổ vỡ tan rồi. Mẹ cố tình để nó ở đó đó. Mẹ, sao lại thế ạ? Mẹ, sao cái bình quý như vậy? Mẹ lại để ra cửa sổ, gió lớn là đổ vỡ mất chứ. Phải, nhưng mẹ thấy có những thứ còn quý hơn mà các con vẫn để ra trước gió lớn đấy thôi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bọn con không hiểu. Tình yêu, hôn nhân cũng giống như chiếc bình này, rất dễ rơi vỡ. Một khi đã vỡ thì khó có thể hàn gắn lại như cũ. Nếu các con chỉ vì lòng tự ái bản thân mà đem đặt tình yêu của mình trước gió lớn thì mẹ e sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vỡ tan thôi. Mẹ biết hai đứa đã là người lớn, biết cách suy nghĩ chín chắn, biết điều gì là quan trọng nhất. Mẹ, chúng con hiểu rồi. Thực ra mỗi lần chúng con giận nhau đều vì những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt thôi. Nhưng đứa nào cũng cố chấp, hiếu thắng cho nên... Mẹ à, chúng con sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng nữa đâu. Em nói là phải giữ lời đó nha. Cả anh nữa đó. Thôi được rồi, hai đứa ăn cơm đi. Mẹ, con mời mẹ. Miếng này phần cho vợ nè. Chuyến dã ngoại của gấu. La 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 la, la 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 la. Hôm nay thời tiết thật đẹp cho một chuyến dã ngoại xa. Ôi, thật không thể tin nổi. Đẹp quá. La 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 la. Cha cha cha. Thật là đẹp quá đi. La 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 la. 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 Này gấu ơi, bạn đang làm gì ở đây thế? À, quả đấy à. Tớ đang đi dã ngoại, còn cậu làm gì ở đây vậy? Tớ đang đói quá, cậu có thể cho tớ một chút bánh mì không? Tớ sẽ giúp cậu một việc rất quan trọng. Thật đấy. Mình thì có cần gì quả giúp kia chứ? Loài quả xưa nay chẳng tốt đẹp gì, mình phải đề phòng kẻo mang họa. Nhưng thôi, một mẩu bánh mì cũng chẳng đáng là bao. Bánh mì của cậu đây. Ăn đi rồi nói rõ cho tớ biết cậu giúp tớ thế nào. Đã ăn xong rồi, bây giờ thì cậu nói đi. Nói cho cậu biết, cậu ngồi ở cái bờ vực này rất là nguy hiểm. Cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
ở đây rất đẹp. Có gì nguy hiểm đâu cơ chứ? Ở khu vực này thường xuyên có lũ quét đấy. Tớ ở đây lâu nên biết, mà lũ về rất nhanh. Cậu sẽ không chạy kịp đâu, bị nước mà cuốn xuống vực là nguy lắm đó. Cậu có nhầm lẫn gì chăng? Trời đang nắng đẹp, chẳng có dấu hiệu gì của cơn lũ quét cả. Quả, cậu có lừa tớ không đấy? Hãy tin tớ đi, tớ không lừa cậu đâu. Cậu nhanh thu dọn rồi đi đi nhé, tớ cũng về tổ đây. Không thể tin được loài quạ, có âm mưu gì chăng? Hay là muốn lừa mình bỏ đi để lấy hết thức ăn của mình? Chắc là thế. Loài quạ vốn chẳng tốt đẹp gì mà. Đã vậy, mình ăn hết sạch thức ăn, thèm nó còn trông chờ gì nữa không? Cảnh ở đây đẹp tuyệt. No quá, không đứng lên mà đi nổi nữa. Tiếng gì thế nhỉ? Chắc mình nghe nhầm rồi. Gấu ơi, chạy đi, mau chạy đi. Lại gì nữa đây? Tớ hết thức ăn rồi. Mau trèo lên cây cổ thụ bên bãi đá đi. Lũ đến rồi, mau lên. Hả? Lũ về? Gấu ơi, cố lên, mau trèo lên đi. Gấu, cậu thoát rồi. Một lát nữa lũ rút đi là cậu có thể xuống được rồi, đừng lo. Ôi, may quá, có cậu báo cho tớ chứ. Nếu không thì tớ đã bị cuốn xuống vực rồi. Quả, cậu tốt vậy mà tớ cứ nghĩ. Cứ nghĩ tớ lừa cậu để kiếm thức ăn chứ gì. Ừ, tớ xin lỗi nha. Thôi, không sao đâu. Lần sau cậu đừng nghĩ tớ như vậy nữa là được rồi. Chắc chắn vậy rồi. Lần sau mà đi dã ngoại nữa, tớ sẽ gọi cậu cùng đi nhé. Bạn tốt. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.